Hạ Bình và Kiều Trâm xin phép được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump kết thúc chuyến thăm Nhật Bản. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Hai ngày 6 tháng 11 hoàn tất chặng dừng tại Nhật Bản trong chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày. Trong các cuộc thảo luận với giới chức trách chính phủ Nhật Bản, ông đã nói về nhiều vấn đề bao gồm từ cải tiến giao thương Hoa Kỳ-Nhật Bản cho đến cuộc khẩu chiến gay gắt với Bắc Hàn. Thúc đẩy thương mại của Hoa Kỳ trong vùng là một trong những mục tiêu chính của Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du. Và năm ngoái, thâm thủng thương mại của Hoa Kỳ với Nhật Bản lên tới gần 70 tỷ Mỹ Kim. Trong một bài diễn văn trước các giám đốc doanh nghiệp Nhật Bản tại Tokyo vào sáng thứ Hai, Tổng thống Donald Trump cáo buộc phía chủ nhà là đối tác thương mại không công bằng. Ông chỉ đích danh những giám đốc hãng xe hơi Nhật Bản, thách thức họ xây dựng nhà máy tại Hoa Kỳ thay vì gửi hàng tới. Khi được hỏi về Bắc Hàn, Tổng thống Trump nói ông hy vọng có một giải pháp hòa bình, nhưng ông hối thúc Nhật Bản thực hiện thêm những bước đi để tự vệ. Thân nhân người bị bắt cóc đã cảm ơn Tổng thống Donald Trump. Sau một cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, thì thân nhân của những người Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc đã tổ chức một cuộc họp báo ở Tokyo vào thứ Hai ngày 6 tháng 11. Các thành viên gia đình đã ngỏ lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã nhắc đến vấn đề người Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 vừa qua. Trong buổi gặp gỡ vừa nêu, thì Tổng thống Donald Trump đã gợi ý về một bước đột phá ngoại giao với Bắc Hàn nếu như nước này chịu thả một số công dân Nhật Bản bị họ bắt cóc hơn 3 thập niên về trước. Vấn đề người Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc vẫn còn rất nóng tại Nhật Bản. Hơn một chục người Nhật đã mất tích sau khi bị những kẻ được cho là mật vụ Bắc Hàn bắt cóc trong thập niên 1970 và năm 1980. Vào đầu thập niên 2000, Bình Nhưỡng đã nhìn nhận thực hiện một số vụ bắt cóc, nhưng Nhật Bản cáo buộc Bắc Hàn không hoàn toàn minh bạch về việc này. Thưa quý vị, ông Mike Master trả lời đài truyền hình Việt Nam. Trước chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam vào cuối tuần này, cố vấn an ninh của Tổng thống là ông H.R. McMaster đã có cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Việt Nam vào hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 11. Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại Hoa Kỳ và đã phát tại Việt Nam trên làn sóng của đài VTV. Ông McMaster nhận định chuyến thăm của Tổng thống Trump nhìn theo nhiều cách là một biểu tượng của một mối quan hệ đang trở nên sâu sắc hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đó là sự hợp tác ngày càng mạnh mẽ về an ninh trong những lĩnh vực cả hai cùng quan tâm, bao gồm các tổ chức khủng bố xuyên quốc gia, tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông. Cựu Trung tướng Lục quân Hoa Kỳ xác định Hoa Kỳ muốn có một quan hệ đối tác về quốc phòng với Việt Nam để ngăn ngừa một cuộc xung đột trong vùng. Ông cũng nhắc đến Việt Nam, làm sâu thêm mối quan hệ kinh tế với Việt Nam qua chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ kỳ tới. Xả súng trong một nhà thờ ở Texas khiến 26 người đã bị thiệt mạng. Một tay súng tàn sát ít nhất 26 người đi lễ và làm bị thương 20 người khác tại một nhà thờ ở đông nam của Texas vào Chủ nhật ngày 5 tháng 11. Đây là vụ án mới nhất trong một loạt vụ xả súng gây chấn động Hoa Kỳ trong thời gian gần đây. Nghi can trong trang phục quân sự màu đen với áo chống đạn, sử dụng một khẩu súng trường và bắt đầu nã đạn ngay khi bước vào nhà thờ First Baptist ở tại Sutherland Springs thuộc quận hạt Wilson và khoảng 40 dặm về hướng đông của San Antonio. Các giới chức cho hay trong một cuộc họp báo rằng các nạn nhân tuổi từ 1 cho đến 72 tuổi. Sau vụ xả súng, hung thủ bị một cư dân địa phương bắn trả và đã lên xe bỏ chạy. Một cư dân khác đã phóng xe đuổi theo. Chiếc xe của hung thủ gặp nạn ở quận Hà Guadalupe kế cận và hung thủ đã tìm thấy được chết trong xe. Cảnh sát xác định hung thủ là Devin Patrick Kelly, 26 tuổi, và nguyên nhân mà hung thủ đã bị thiệt mạng được biết là do hung thủ đã tự sát. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đau buồn cho nạn nhân xả súng tại tiểu bang Texas. Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bày tỏ nỗi đau buồn dành cho các nạn nhân vụ xả súng tại tiểu bang Texas. Ông nói rằng không thể nói thành lời nỗi buồn mà tất cả chúng ta đều cảm thấy cho các nạn nhân. Ông Trump đưa ra nhận định này vào sáng thứ Hai ngày 6 tháng 11 tại Nhật Bản. Ông vừa bước sang ngày thứ nhì của chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày, dự trù sẽ đặt trọng tâm trên các vấn đề về Bắc Hàn và thương mại. Thưa quý vị, trước một cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản tại thủ đô Tokyo, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng người Hoa Kỳ làm điều mà họ làm tốt nhất, đó là đoàn kết lại. Ông nói thêm rằng nhà chức trách liên bang sẽ giúp tiểu bang Texas giải quyết hậu quả của vụ xả súng và tất cả nước Hoa Kỳ đều đang cầu nguyện sau sự việc đau buồn này. Cùng bản tin có liên quan cho biết kẻ xả súng đã nhắn tin đe dọa mẹ vợ của mình. Có thêm rất nhiều chi tiết xuất hiện về hung thủ vụ xả súng giết chết 26 người trong một nhà thờ ở vùng nông thôn Texas.
Các giới chức cho hay trong một cuộc họp báo vào thứ Hai ngày 6 tháng 11 rằng tay súng David Patrick Kelly đã gửi tin nhắn cho mẹ vợ của mình vì một vụ tranh chấp trong gia đình. Ông Freeman Martin, một phát ngôn nhân của Bộ An ninh Công cộng Texas, cho biết người mẹ vợ đã có mặt tại nhà thờ và bà đã nhận được tin nhắn đe dọa từ Kelly. Các giới chức cho biết tay súng Kelly, 26 tuổi, là một cựu quân nhân. Vào năm 2012, người này đã bị đưa ra tòa án về tội hành hung vợ và con. Nghi phạm đã bị biệt giam 12 tháng. Vào Chủ nhật, thì Kelly bước vào nhà thờ First Baptist ở thị xã Sutherland Springs mang theo những quân trang như là một khẩu súng trường tấn công Ruger AR-556, áo giáp chống đạn màu đen và xả súng vào mọi người đang dự thánh lễ. Các giới chức cho biết ngoài 26 người bị thiệt mạng, có ít nhất 20 người đã bị thương. Thưa quý vị, ông Mueller có đủ bằng chứng truy tố ông Flynn. Nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã thu thập đầy đủ bằng chứng để truy tố cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael T. Flynn và con trai là Michael G. Flynn. Thưa quý vị, NBC News cho hay hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 11 là hai cha con ông Flynn có thể bị truy tố cùng một lúc hoặc riêng rẽ. Ông Flynn là một trong những phụ tá đầu tiên của Tổng thống Donald Trump bị nhắm tới trong điều tra của ông Mueller về nghi án có sự thông đồng giữa Moscow và ban tranh cử của ông Trump. Ba nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho NBC News biết rằng các nhà điều tra sẽ nói chuyện với một số nhân chứng trong những ngày sắp tới để có thêm thông tin về công việc vận động hành lang của ông Flynn. Theo đó, thì ông Flynn có thể bị truy tố về tội rửa tiền hoặc tội nói dối FBI về những mối liên hệ với nước ngoài. Con trai ông Flynn là ông Michael G. Flynn, từng tháp tùng cha trong cuộc tranh cử và làm việc một thời gian trong nhóm chuyển tiếp của Tổng thống. Quốc hội sẽ không cản trở ông Mueller. Thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Paul Ryan cho rằng không nên sa thải hoặc là buộc công tố viên đặc biệt Robert Mueller phải từ chức. Ông ta cần được phép theo đuổi cuộc điều tra về Nga cho đến cùng. Xuất hiện trên chương trình Fox News Sunday vào Chủ nhật ngày 5 tháng 11, dân biểu Ryan đã được hỏi liệu ông có thể cam kết cuộc điều tra của ông Mueller sẽ không bị giới hạn hoặc là ngăn chặn hay không. Vị dân biểu từ tiểu bang Wisconsin đã thẳng thắn cam kết Quốc hội sẽ không can thiệp vào cuộc điều tra của Mueller về nghi án thông đồng giữa ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump và người Nga. Dân biểu Ryan cho rằng cần phải để cho những chuyên gia sự nghiệp như là ông Mueller làm công việc của họ cho tới khi hoàn tất. Trước đó, vào thứ Sáu, ba dân biểu Cộng hòa là Matt Gaetz từ Florida, Andy Biggs từ Arizona và Louie Gohmert từ Texas đã đưa ra một nghị quyết không mang tính ràng buộc, đòi hỏi Hạ viện mô tả cựu giám đốc FBI Robert Mueller là không thích hợp để dẫn dắt cuộc điều tra. Thưa quý vị, kẻ tấn công nghệ sĩ Rand Paul được tại ngoại. Người đàn ông bị bắt giữ vì tấn công nghệ sĩ Hoa Kỳ Rand Paul tại tư gia của ông ở tiểu bang Kentucky vào hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 11 đã được tại ngoại sau khi đóng tiền thế chân. Cảnh sát tiểu bang Kentucky cho hay ông Rene Belcher, 59 tuổi, cư dân Bowling Green, bị buộc tội tấn công gây thương tích. Được biết, ông Belcher là hàng xóm của nghệ sĩ Paul. Theo Fox News, nghệ sĩ Paul đang cắt cỏ trong vườn nhà thì bị ông Belcher lao tới quật ngã từ phía sau. Văn phòng nghệ sĩ Paul đã thông cáo cho biết, nghệ sĩ Cộng hòa 54 tuổi không ngờ trước là bị tấn công. Nghệ sĩ Paul bị gãy 5 rẽo xương sườn và một số thương tích khác. Ông Belcher ban đầu bị đưa vào nhà tù quận Warren. Giới chức trách nhà tù sau đó cho biết ông đã được tại ngoại vào hôm thứ Bảy sau khi đóng số tiền thế chân là 7.500 Mỹ Kim. Ông Belcher sẽ phải ra tòa để nghe tuyên đọc cáo trạng vào ngày thứ Năm 9 tháng 11 tới đây. Và thưa quý vị, nối tiếp là phần tin thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa đã có kết quả như sau. Với chỉ số Dow Jones kỹ nghệ ngày hôm nay đã tăng 1448 điểm và ngừng lại ở mức 23.553.67 điểm. Chỉ số Nasdaq ngày hôm nay tăng 22 điểm và ngừng lại ở mức 6.786.44 điểm. Chỉ số S&P 500 ngày hôm nay tăng 3.31 điểm, ngừng lại ở mức 2.591.15 điểm. Phân lợi công cổ phiếu 10 năm là 2.32%. Và thưa quý vị, giá dầu thô hôm nay là 57 Mỹ Kim 36 sen, tăng 2.05 sen một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ hôm nay là 1.270 Mỹ Kim 80 sen một ounce, tăng 3.09 sen một ounce vàng. Tại Việt Nam thì giá vàng mua vào hôm nay là 36.510.000 đồng một lượng, bán ra là 36.580.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam thì một Mỹ Kim hôm nay đổi được 22.750 đồng tiền Việt Nam.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tin tức News at Night.